Vậy thì chị Kim Phúc có hay tránh xem chính cái bức ảnh đó hay không? Em đâu có coi đâu. Em kể cho người ta nghe chứ em không bao giờ tự một mình em mà nhìn cái bức hình đó trong suốt cả bao nhiêu năm. Em không có. Trong nhà mình có treo cái bức không, hình đó không? Không luôn. Dạ. Trong cái con bé bị trần truồng mà nó cái mặt khóc la mà khủng khiếp như vậy rồi mà ổng chụp, lúc đó em không có thích chút xíu nào hết trơn á. Ai phải nói là ai, em ghét lắm, em ghét cái bức hình đó. Trong nhà chị không, hoàn toàn không có bức ảnh đó. Không, không. Dạ. Ai coi nhưng mà người ta hỏi thì em trả lời được. Em nói chuyện giống như anh như thế được, nhưng mà em bản thân em ấy em không có coi. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 14-248-9883, 714-248-9883. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt ở trong một cái thời điểm rất đặc biệt. Chúng tôi muốn nói tới cô Phan Thị Kim Phúc, thường được biết đến với một tên gọi khác, đó là cô bé Napalm trong bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia chiến trường Nick Úc vào ngay thời điểm bức ảnh sắp sửa kỷ niệm 50 năm. Ngày hôm nay cô Kim Phúc có mặt ở thành phố Claremont, miền Nam California để có một buổi nói chuyện với sinh viên ra trường trong dịp lễ tốt nghiệp. Xin chào chị Kim Phúc. Xin chào anh Lân và xin chào khán thính giả của Đài Vosa, rất là hân hạnh được gặp anh và được tiếp xúc với anh. Xem cái bức ảnh cô bé Napalm đã không biết bao nhiêu lần, và cũng xem hình ảnh của chị rất là nhiều lần ở trên các cái buổi nói chuyện của chị, cũng như là những cái bức ảnh về chị. Ngày hôm nay có thể nói là lần đầu tiên mới dự kiến chị bằng xương bằng thịt ở đây. Dạ, đó là một cũng là một cái hân hạnh, cũng là một cái duyên ấy. Mới gặp được. Dạ, mà em cũng rất là thích, tại vì em cũng hay thường xuyên coi những cái chương trình của anh. Ồ, mà vậy rất hả? Là cảm rất động. Là hân hạnh. Dạ. 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 Cảm ơn chị. Dạ. Kỳ này chị về nói chuyện với học sinh ở trường với đề tài là forgiveness. Dạ. Tha thứ. Sự tha thứ. Có lẽ là cái việc mà chị đi nói chuyện với các sinh viên hoặc là các nơi cũng nhiều, phải không ạ? Dạ. Những cái người mà thường xuyên mà em nói chuyện với như là coi như là khán giả của em, là em hay nói về những cái trường đại học hoặc là trường cấp 2 của mọi nước trên thế giới luôn ấy, và đặc biệt là ở Mỹ, rồi Canada, rồi ở Úc Châu, hoặc là ở Châu Phi, Châu Âu, rồi hầu hết là người ta mời em hay chia sẻ lại cái câu chuyện mà cái cô bé rồi trong cái bức hình nổi tiếng như vậy, thì nó xảy ra rất là đau thương, rồi em học được những cái bài học gì. Thường thường là cái bài nói của em là em chia sẻ những cái bài học mà em học được trong cuộc sống. Dạ. Ngoài các trường đại học để nói với lại giới sinh viên, giới trẻ đó, thì cái mảng những khán giả nào khác thì chị thường tiếp xúc với? Dạ, tại vì em là đại sứ thiện chí hòa bình cho UNESCO, thành thử ra có rất nhiều cái của chính phủ họ cũng mời em nói về hòa bình. Dạ, rồi cũng có những cái công ty gọi là business hoặc là corporation ấy, thì họ cũng mời em nói là vì sao họ rất là muốn cho cái người công nhân viên của họ nghe được những cái cuộc sống, những cái thử thách trong cuộc sống mà vượt qua được những cái khó khăn, rồi học được cái sự tha thứ, tình yêu thương và có cái hy vọng. Nên em cũng hay thường người ta cũng mời em chỉ chia sẻ như vậy.
lần này cái đề tài của chị là forgiveness, sự tha thứ. Khi mà chị nói với lại sinh viên ngày hôm nay đó, thì thấy các bạn tiếp nhận như thế nào? Em chỉ nói được có 10 phút thôi, là vì có nhiều cái speaker, những diễn giả khác. Thì cái đề tài của em là sự tha thứ. Thì khi mà em nói xong ấy, thì em có đến để tiếp xúc với những sinh viên, mà những người mà ở trong đó họ nghe đó, thì đủ các loại hạng người, là vì có gia đình của những người mà đang tốt nghiệp đó, làm lễ tốt nghiệp đó, thì học sinh, con trai con gái gì nó đều đến nói là rất là cảm động, và làm cho nó hiểu được hơn, và nó rất là thích và rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. Là vì sao? Qua cái dịch lệ, cái pandemic rất là khó khăn cho những cái tuổi học sinh, rồi gia đình, rồi cái trường học nữa bị sao lóc trao ấy, là không có liên lạc được, rồi không có làm những cái gì, họ nói chung là họ bị mất cái tự do đó để sinh hoạt bình thường. Thì có rất nhiều cái bị cái bệnh trầm cảm, rồi có những cái tư tưởng là tự tử, rồi nhiều cái nan đề nó xảy ra lắm. Và có rất nhiều, mà đặc biệt là thời kỳ ở đây ở bên Mỹ, rất là có những cái cuộc bắn xả súng ở trong trường học được các thứ đó, thì họ phải đương đầu với những cái điều mà rất là khó khăn. Thành thử ra câu chuyện của Kim Phúc thì nó cũng là một trong những cái điều mà trong quá khứ nó rất là khó khăn, rất là thử thách trong cuộc sống, chịu đựng những cái đau đớn, rồi mất mát, rồi không có tự do, rồi bây giờ, nhưng mà cho đến bây giờ là Kim Phúc học được cái sự tha thứ, có cái hy vọng và có cái tình yêu đối với mọi người. Thành thử ra họ rất là quý. Và sau đó Kim Phúc cũng gặp được những cái người mà bà ngoại hay là bà nội của mấy em mà đang làm lễ tốt nghiệp á, họ khóc quá chừng luôn. Và họ nói rằng là họ rất là một cái phép lạ trong đời sống của Kim Phúc nên mới còn sống được, và rất là mừng là Kim Phúc được như bây giờ. Nhìn thấy cái bức hình của Kim Phúc hồi xưa 50 năm và cho đến bây giờ thì cảm thấy rằng họ rất là biết ơn Thượng Đế, và họ rất là mừng và cho họ có một cái hy vọng. Kỳ này chị nói là đề tài tha thứ, có những đề tài nào khác khi mà với những bài nói chuyện hay không? Và thường thường các đề tài khi mà chị nói chuyện là chị được nơi tổ chức họ yêu cầu, hay là nó đi từ cái hứng khởi của riêng chị? Không, lúc nào cũng phải có cái sự yêu cầu của họ, và họ cho mình biết trước là cái đề tài nào, rồi thời gian bao lâu, mình phải theo cái yêu cầu của họ. Thì cái trường này là duy nhất họ nói là cái đề tài của họ là về cái sự tha thứ, là bởi vì trong cái trường học ấy, mà ông thầy hiệu trưởng với các thầy cô giáo phải đương đầu với tất cả những cái mà cái luật mới, rồi cái đương đầu với cái đại dịch ấy, là rất là khó khăn để giúp cho học sinh nó đạt được cái điểm mà không ai muốn được hết. Tại vì nó không được đi học trực tiếp, nó không được tiếp xúc nhiều, nó phải bị cô lập ở trong trường, và những cái khó khăn mà nó xảy ra sau phải đương đầu với cái đại dịch đó thì rất là khó khăn. Nên cái lòng của họ đó rất là cay đắng,
giống như Kim Phúc nói hồi nãy á, là họ rất là buồn và tức giận, nên họ có những cái tư tưởng là violence, giận dữ đó. Giận dữ, dạ. Nên họ khó mà học được sự tha thứ, nên họ mới mời cái đúng là cái nhân vật mà học được sự tha thứ để làm gì, để thấy, để cho học sinh, community, học sinh, ba mẹ, phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo thấy được đây là một cái tấm gương tốt mà cô ta làm được thì mọi người cũng có thể làm được. Một nhân chứng, hoàn toàn là nhân chứng sống. Đúng. Chứ không phải là trong một cái câu chuyện tưởng thức nào cả. Dạ, dạ, dạ. Chắc chắn là nói chuyện với chị Kim Phúc, cô bé Napan trong bức ảnh thì không thể nào không gợi lại cái câu chuyện cũ với cái hoàn cảnh đó của ngày hôm đó cách đây nửa thế kỷ, sắp sửa túng ngày 8 tháng 6 năm 1972, đúng là 50 năm đó. Dạ, chúng ta sẽ nói tới cái sự gọi là những cái tổ chức sẽ sắp sửa có những cái gọi là, mình nói là chữ celebrate đi, cái chữ chúc mừng cho 50 năm sau một sự kỷ niệm thì đúng hơn. Kỷ niệm 50 năm, dạ. Cái ngày hôm đó nó xảy ra như vậy thì báo chí đã nói quá tới quá nhiều rồi. Hình ảnh cũng thấy rất là nhiều. Chắc không biết là làm sao có thể đếm được những cái bức ảnh đã từng gọi là triển lãm hoặc là rửa lại. Nhưng mà bên trong của chị thì chắc chị có chị mới biết. Và chị cũng đã kể lại, chị một lần nữa chị kể lại với lại mọi người một chút xíu về cái điều đó thưa chị. Cảm giác của chị lúc đó, cái lúc đó như thế nào? Wow, bây giờ mà nhớ lại cái ngày mùng 8 tháng 6 năm 1972 thì thấy nó kinh khủng quá. Và nhớ đến cái ngày đó mà làm sao quên được, là lúc đó là Kim Phúc chỉ là mới chuyển sang 9 tuổi. Thì con nít thì tất cả mọi người đều phải nó bắt đầu từ cái chuyện là sau khi mà mấy cái người lúc đó nó gọi là mấy người lính ở ngoài Bắc đến cái làng của Kim Phúc. Thường thường ấy là Việt Cộng ấy mà họ đến ấy là họ đến vào ban đêm, xong rồi họ hỏi đồ, họ xin đồ, họ hỏi những cái đồ ăn rồi gạo rồi thuốc thang rồi tất cả các thứ ấy, cái gì họ cần ấy, sau đó họ đi, họ không có ở lại. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì Kim Phúc biết được sau này á, nó gọi là một cái tổng tấn công mùa hè đỏ lửa, thì không ai là cái ngôi làng của Kim Phúc lại là được chọn cái địa điểm ở đó. Thì khi mà cái đoàn lính ngoài Bắc tiến công vào thì họ đến, họ gõ cửa, thì có má em ở nhà, là má thấy mở cửa ra là đông lính quá chừng luôn. Thì họ nói là bây giờ là chúng tôi muốn chiếm đóng cái nhà của bà. Tại nhà hội, nhà của Kim Phúc là lớn lắm, ở trong cái làng đó là rất là lớn, mà kính cổng cao tường lắm, mà nhiều cây trái lắm, nhiều nuôi heo, nuôi chó, nuôi gà, nuôi vịt, ui nó nhiều, thật là nhiều á, sống rất là sung mãn. Rồi cái xong cái má nghĩ là ô mấy cái ông này, mấy ông đến thì bây giờ mấy ông nói là mấy ông muốn ở lại thì chắc là nguy hiểm lắm ấy, để đâm là má rất là sợ. Thì tụi em con nít mà đang lại phải đánh thức dậy hết, để má nghĩ rằng là bây giờ ở nhà là rất là nguy hiểm. Thành tựu ra má mới tìm cách để xin mấy ổng ấy cho gia đình đi di tản vô, đi ra khỏi cái chùa, ra khỏi cái nhà để mà trốn ở trong một cái chùa của cái thánh thất cao đài.
thì má nghĩ là vô đó là cái thánh thất, cái chùa là nó an toàn, chắc là không có bị sao. Thì từ ở nhà của Kim Phúc á, là ở giữa của cái làng, còn cái thánh thất cạo đài á, là nó nằm ngay ở đối diện với cái quốc lộ 1, nó ngoài bìa. Thử ra là sau đó thì má mới được phép, mấy người đó họ chưa có cho phép đi liền đâu, họ bảo là phải chờ họ đào hầm, rồi họ trốn ở dưới, họ ngụy trang ấy, họ trốn ở dưới rồi xong an toàn hết rồi họ mới cho dân đi. Thì cuối cùng là má em mới dẫn nhau hết cả nhà con cái đi vô trong cái chùa Thánh Thất Trảng Bàng đó, thì trốn ở trong đó. Nhưng mà vô trong đó rồi không phải chỉ có một gia đình của Kim Phúc đâu, mà có 7-8 cái gia đình ở trong làng nữa. Rồi lại có những cái lính sư đoàn 25 họ ở đó để họ bảo vệ mỗi người dân. Nhưng mà nó không phải là ở giữa cái ngôi làng, tại vì ở giữa làng ấy là nhà của Kim Phúc, rồi đã có lính cách mạng đến rồi đó. Thành thử ra là chính vì thế mà đánh nhau, yeah, hai bên đánh vùng nhau. Có thể gọi là vùng lẫn lộn, sôi đậu giữa hai phía. Dạ, không phải anh. Cái vùng của Trảng Bàng của em ấy hồi trước ấy, rất là bình an. Tại vì có rất nhiều người ở trong cái làng, ở phía bên trong, phía trong sâu vào trong rừng ấy, là họ gọi là di tản sang ra cái làng của nhà em để sống mới an tâm. Tại vì nhà em ấy là nó ở ngoài cái bờ thành của cái phía bên trong, ở bên trong đó là cái vùng của Việt Cộng nhiều, còn nhà em là ở bên ngoài, có nghĩa là vùng của quốc gia chứ không phải là sôi đậu. Yeah. Nhưng mà tất nhiên rồi là tại vì nhà em ấy gọi là lúc đó gọi là tư sản, đâm ra là những cái người mà gọi là Việt Cộng đi cho nó dễ, là họ hay ra để họ cái vùng đó là phải sống như vậy thôi. Người ta cần cái gì là người ta đến, người ta hỏi thì mình không có chu cấp ấy, thì là mình có vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ, ban ngày là quốc gia, ban đêm là Việt Cộng. Đó, mà ba mẹ em phải sống như vậy đó, chứ đâu có biết đi đâu được nữa đâu. Đó, em tụi em còn nhỏ thì không biết gì hết, chỉ biết chơi thôi. Dạ, sống như vậy thôi, chứ còn ba mẹ thì phải nghĩ rằng là rất là khó khăn. Dạ, cuộc sống rất là cũng giống như anh vừa nói á, cái giống như cái ở lẫn lộn như vậy. Trong đó vậy đó. Thì khi mà tụi em trốn ở trong cái thánh thất Trảng Bàng á, được 3 ngày, là cái ngày thứ 3 đó, thì em vẫn còn nhớ là em chơi chung quanh ở cái hầm ấy, để có cái gì là chạy vô hầm liền, không có được chơi, được phép chơi xa xa như hồi trước nữa, là cứ chơi chung quanh đó. Thì cái buổi sáng đó đấy là em có nghe những cái tiếng mà cháy cây, cháy nhà, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái khu của Thánh Thất Trảng Bàng. Dạ, nó nằm ở phía bên ngoài. Thì đến trưa, ăn trưa xong là cái lúc đó cũng khoảng vào 1 giờ chiều, thì cái tự nhiên những cái khói màu nó bỏ vô trong cái chùa nữa, trong cái vùng ở trong cái khu vực của chùa của thánh thất á. Thì mấy chú lính sư đoàn 25 ấy họ mới nói, ồ, họ chửi thề dữ lắm ấy. Họ nói là bây giờ nó thiếu quân rồi. Dạ, thì bây giờ mình phải chạy ra khỏi cái chỗ này, nếu không là sẽ chết. Thì tại vì khi mà họ bỏ những cái trái khói màu vô trong cái khu vực của cái thánh thất ấy, thì có nghĩa rằng là họ sẽ khẳng định là họ sẽ bỏ bom vô trong cái chùa. Thành thử ra mấy chú lính sư đoàn 25 mới kêu mấy đứa họ, nhỏ. Họ có nghĩa là phía nào? Phía quốc gia, sư đoàn 25. Dạ. Còn mấy người mà giải phóng như là Việt Cộng ấy, là nó đã ở trong cái khu giữa của cái làng của em rồi. Yeah. Như nãy em giải thích á. Ừ. Cái
cái thánh thất đó nó ở phía bên ngoài của cái làng. Yeah. Còn mấy cái người mà họ đóng, họ đào hầm để họ ở dưới là trong cái nhà của em ấy, cái khu đó là ở giữa của cái làng, đúng không? Thành thử ra là khi mà họ mấy cái chú lính sư đoàn 25 ấy, họ nói chết rồi, bây giờ là có cái lệnh thiếu quân. Nếu như mình còn ở trong cái thánh thất này là mình sẽ bị chết. Dạ, thành thử ra họ mấy chú cũng chạy ra. Mấy chú như em là 9 tuổi rồi thì em cứ chạy. Còn mấy chú lính ấy, mấy ẩm thằng em họ của em ấy, tên là thằng Danh, nó có 3 tuổi thôi, nó đâu có chạy như tụi em được. Rồi mấy đứa lớn lớn chút nữa cũng chạy ra. Thì cái chú lính đó, chú ẩm em họ của em là Danh ấy, là em hay chơi với nó lắm. Thì em nghĩ là em còn nhớ là 3 người chạy cùng một lúc, là em với cái chú lính, rồi chú lính ẵm cái thằng em họ của em. Vừa chạy ra khỏi trước cổng chùa thì em vừa bước lên cái quốc lộ 1 là em nhìn thấy cái chiếc máy bay, nó bay rất là nhanh mà rất là gần. Nhưng mà đến cái lúc đó em cứ mới đứng đó, em không có chạy nữa. Và em ngoáy cái đầu của em ra làm sao em mới nhìn. Thì em thấy 4 trái bom nó rơi xuống như thế này. Nhưng mà nó không có nổ to đâu, giống như những trái bom khác đâu. Nó chỉ bụp 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 như vậy thôi. Thì là coi như là ngay lúc đó là lửa nó cháy hết, nó tung ra. Tại vì nó rất là may là nó nổ ở phía sau lưng em, đúng không? Nên cả phần cổ, cả cái lưng, cả cái mông đít, cả cái tay của em ở sau là cháy hết. Thì khi mà một cái trong cái không may, nhưng mà cũng có cái may ở trong đó, là vì em mặc giải bông ấy, nên lửa nó cháy vào em trực tiếp luôn. Thì nó cháy hết quần áo của em. Dạ. Chứ em không có phải cởi quần áo đâu, nó cháy hết. Nhưng mà không may á, là chú lính á, chú phải mặc cái đồ mà nó dày, mặc bộ quân phục đó, rồi có cái thắt lưng nữa. Rồi nên nó cháy á, nó cháy chết luôn ấy. Cái người lính đó chết luôn. Dạ, em rồi cái thằng em họ của em á, tên là Danh, là nó cháy cùng với chú lính đó. Rồi chú bị nặng quá, cái chú mới quăng cái thằng bé xuống ở trên đường, là coi như là bị hết rồi, bị cháy hết rồi hen. Thì bà ngoại của em ấy vừa kiểu như missing cái fire đó, là chỉ nếu mà nó còn một chút xíu nữa là nó cháy luôn bà luôn. Ghế vật lý trị liệu iNai của Lujaco với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật Split L-Track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng, lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lujaco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Em vẫn còn nhớ cái tư tưởng của em lúc đó đó. Là em suy nghĩ rằng, ồ, em bị cháy như vậy thì em sẽ không bình thường như trước nữa. Và sẽ có cái thẹo. Đã nghĩ tới ngay kịp như là dạ. Như thế. Và em nghĩ ngay là người ta sẽ nhìn em một cách khác, chứ nó không bình thường nữa. Nhưng mà ngay cái lúc đó là em rất là sợ. Em rất là sợ mà hoảng, sợ hoảng luôn á. Cái xong em chạy ra khỏi cái đám lửa đó. Dạ. Thì em vừa chạy ra là em thấy hai người anh với em của em, người anh thứ 5 và người em thứ 8 đang trên đường cũng chạy nghe như vậy. Và bên này là hai người anh chị em, là chị em họ của tụi em. Tụi em chơi với nhau tại vì ba mẹ phải đi làm xa.
Thế là em thấy mấy người lính ở đó thì tất cả mọi người đều khóc, đều la, tiếp tục chạy, chạy trên đường đó. Thì lúc đó là chú nước Úc chụp cái bức hình đó, mà em đâu có biết. Cứ tiếp tục chạy như vậy, chạy chạy khoảng 500 mét đó nha, chạy xa đó. Thì đến cái lúc mà chạy như vậy rồi, thì đến cái lúc mà em đến, cái em nhớ là em thấy người ta đứng ở trên đường á, chặn lại hết, rất là đông. Và em mệt quá rồi, cái em ngừng lại. Ôi, ông anh em, ông la, ông khóc, mà ông kêu cứu em tôi với, cứu em tôi với. Còn em thì em cứ chạy thôi, em sợ quá, em cứ chạy thôi, em không có la, không khóc gì hết. Cho đến khi mà em mệt quá thì em thấy mọi người đứng chung quanh đó, em mới nói là nóng quá, nóng quá. Thì mấy người đó là em nghĩ là lính không, chứ đâu có biết là ai đâu. Thì một trong những người đó họ mới cho em một miếng nước uống. Cái tại vì em nói nóng quá, nóng quá, nên họ mới giúp em. Là mỗi người họ có mang một cái bình ton nước á, họ mới mở ra, họ mới đổ nước trên người em. Đó. Thì khi mà đổ nước như vậy á, là cái pom napan mà nó tác động với lại oxy trong nước lại còn cháy nữa. Nó cháy nữa, nó không có cháy bùng lên, mà nó là cái chất hóa học mà anh. Nó tác dụng với oxy á, nó cháy mạnh hơn. Là nó làm cho em xỉu luôn. Là coi như khi mà em xỉu, em mất cái nói chung là xỉu đi, thì em đâu còn nhớ gì nữa đâu. Là tất cả những cái chuyện gì mà nó xảy ra sau này á, là em nhờ má kể lại, chú Nick Úc kể lại, những cái người mà phóng viên nhà báo ở đó kể lại cho em nghe, rồi bác sĩ kể lại cho em nghe, chứ em không biết gì nữa. Dạ, đó là cái câu chuyện mà cái ngày hôm đó là mùng 8 tháng 6 đó. Tới lúc chị thức dậy thì là lúc đó là ở đâu? Dạ, lúc mà trí nhớ em mà nhớ lại á, là em đã nằm ở cái bệnh viện, nó gọi là trại 52. Tiếng Việt mình gọi là trại 52, nhưng mà cái tên thật sự của nó là Basque Burn Clinic. Là nó nằm ở sát bên bệnh viện Chợ Rẫy. Đưa về Sài Gòn rồi. À dạ. Thì lúc mà em nhớ lại được ấy, là nó khủng khiếp lắm. Và em rất là sợ. Là vì mỗi buổi sáng ấy, mà mấy cô y tá đó đến gọi tên em, xong mà chuyển em, chuyển luôn cái giường á, đi vô cái giường họ nằm rất là đơn giản, chuyển vô cái phòng mà để bỏ trong cái bồn tắm ấy, với cái nước, rồi có cái gì nước gì cho nó làm cho nó mềm cái da cháy, cái da chết của em ấy, để cho nó mềm. Rồi người ta, nó bị mềm tới đâu người ta cắt tới đó. Mưa già đau lắm không? Em hay gọi đó là lúc 8 giờ sáng á, là họ đến họ kêu em. Thì em nói cái giờ đó là giờ tử thần của em ấy, em sợ lắm, nhưng mà phải chịu thôi. Mà ôi ôi, nó đau đến mức độ mà em chỉ nghĩ rằng khi mà em đau mà em chịu hết nổi cái đau á, thì em chỉ xỉu thôi. Và coi như là người ta không có chích thuốc mê, thuốc gì hết á. Phải tắm, phải làm như vậy để cho hết những cái da cháy của em nó phải tróc ra hết. Chứ nếu mà còn da cháy á, mà nó còn bám lên trên người của mình á, là nó dễ bị nhiễm trùng. Dạ, người ta phải làm như vậy. Rồi cái trong cái thời gian đó là người ta phải chờ cho cái da của em ấy nó tốt hơn một chút. Chỗ nào nó tốt hơn á, mà người ta thấy là người ta có thể làm cái ghép da được á, thì người ta làm một, mỗi một chỗ như vậy là một lần giải phẫu, chứ người ta không có phải giải phẫu hết một lúc. Dạ. Thì lúc đó mà em kiểu như là lúc tỉnh lúc mê, tại vì nó đau quá là em chết chết luôn ấy. Dạ. Thì em có nhớ một lần người chị thứ hai của em đến thăm,
mà thăm ngay vào cái lúc mà y tá nó tắm em để nó cắt những cái da chết á, bả được vô trong cái phòng đó bả coi, rồi bả coi xong rồi bả xỉu luôn. Rồi mấy người y tá nói chúng tôi không có đủ người để mà chăm sóc cho người visitor, người đến thăm. Bả xỉu luôn trong đó luôn, bả chịu không có nổi luôn á. Là em tỉnh, lúc tỉnh lúc mê là em còn nhớ như vậy đó. Về cái vấn đề phỏng, người ta hay nói là sau này người ta hay định cái sự trầm trọng bằng nói là phỏng độ 1, độ 2, độ 3 hay là phỏng bao nhiêu phần trăm gì đó. Đúng rồi đó. Thì chị có bao giờ nghe cái sự định lượng về sau này, có nghe cái sự định lượng là cái sự đó là có nó chứ, cỡ ở cái mức độ nào hay không? Dạ, cả cái thân thể của em bị chung hết á là 65%. Nhưng mà có chỗ nặng, có chỗ nhẹ. Mà cái chỗ nặng mà em rất là cần ấy là 35% là em cần phải ghép da. Dạ. Thì phải nói rằng là cái chương trình của Đức Chúa Trời ban cho em ấy, em không thể tưởng tượng được luôn. Là những cái chỗ mà em cần phải ghép da là em đủ cái phần da tốt để mà cắt cái phần da đó, ghép lên cái phần da mà cái phần mà nó cháy quá nặng ấy. Em là độ bỏng là từ 3 đến 4 rồi. Ba mẹ em ấy không có kể cho tụi em nghe, cho em nghe cái điều này. Nhưng có một lần mà The People Magazine nó phỏng vấn, thì nó có hỏi một cái câu là ông bà có nhìn thấy được cái gì lúc mà trong cái sự mà điều trị của Kim Phúc không? Thì ông bà nói mà em dịch ra, cái lúc mà người ta thay băng ấy để cái điều trị cho em ấy, mà cái lúc mà thay băng ấy, ba má nói là thấy được luôn những cái bộ phận bên trong người của em luôn ấy, cái phần ân sao mà nó cháy á. Dạ, là ông bà không có tưởng tượng được rằng là em còn sống. Đó là cái câu chuyện em không có biết đâu, nhưng em chỉ học những em học được những cái câu chuyện của người thân kể lại cho em nghe thôi, chứ em không biết gì nữa. Dạ. Dạ. Nặng nề nhất là ở cái phần lưng. Ôi dạ, cả em bị từ trên cổ cho đến tận ở dưới cái mông ở dưới này, dưới luôn. Cái phần ở dưới đít các thứ bị hết, cháy hết. Cái tay này cũng bị rất là nặng. Nên em thấy lửa nó nằm ở trên cái tay của em ấy, nên em mới lấy cái bàn tay phải của em nè, em quét xuống vậy nè, em phủi nó xuống vậy, cái dính luôn đây. Dính hết đây luôn. Dạ. Đó là hồi còn nhỏ đó. Hồi còn nhỏ em xấu lắm. Người ta, mấy cái người anh chị mà bạn của anh chị mà đến chơi á, nói ủa sao con nhỏ này bây giờ nó khác quá vậy, chứ hồi đó nó xấu xí lắm, nó gọi còn là con cháy. Tại vì nó vì em về rời khỏi bệnh viện là em về, mà anh tưởng tượng Việt Nam của mình ở miền Nam mà lúc nào cũng nóng, và nóng nhiều hơn thôi chứ có bao giờ lạnh đâu. Nên mà thiệt tình mà nói là bây giờ em không có tật, nhưng mà em vẫn có thẹo. Chứ nhưng mà hồi trước á là hoàn toàn em bị tật nguyền. Cái tay của em nó cong như thế này nè. Yeah. Nó rút lại và em không có thẳng cái tay này ra được. Dạ, cái chỗ này á là nó dính lại vậy nè, em không có quẹo cái đầu em là được. Yeah. Nói chung là em rất là bị là tật nguyền hết, không có bình thường. Yeah. Rồi đó là cái bị nó như thế này, cái chỗ này nó cũng bị dính, rồi cái tay này nè, cái cả cái bàn cái cánh tay của em á thì nó lại ngắn hơn, cái giống như thế này, nó không có ra được bằng cái bàn tay bình thường giống như thế này. Dạ, yeah. Em phải trải qua 17 lần giải phẫu. Dạ. Yeah. Yeah. Thì nó mới được như vậy. Với lại trong cái thời gian mà điều trị đó thì em phải làm tập thể dục rất là nhiều và mỗi ngày luôn, tại vì nếu không là không được bình thường nữa, nó cháy, nó rút á.
Cái nó rút cái gân, nó rút cái da lại. Kinh khủng lắm. Em không có bao giờ tưởng tượng rằng là đến bây giờ 50 năm sau mà ngồi đây để trả lời nói chuyện với anh ấy, là em bình thường như thế này. Dạ, đúng không rồi. Bao giờ em nghĩ nhìn vậy. Bên ngoài thì hoàn toàn là bình thường, kể cả phía sau cái cổ chị cũng rất là mịn màng, không có bị một cái vết nặng nề như vậy. Tại vì em phải trải qua 11 lần cái laser treatment của ở Miami. Từ Toronto em phải bay qua bên đó để làm, và bà bác sĩ bà nói là em phải làm tiếp nữa, nhưng tại vì cái đại dịch á nên em phải ngưng lại. Em đã làm 11 lần rồi đó, là có nghĩa là họ phải bấm cái lỗ vô cái phần da bỏng của em, tại vì nó rất là dày và nó đã rất là lâu nên phải có cái kiên trì làm tiếp. Nên nó phải dùng mười mấy cái loại mà tốt nhất của cái loại mà laser ấy, để nó giúp cho cái bỏng của em á. Hồi lúc nào em cũng bị đau hết à anh Lân. Tại vì em mới phát hiện ra, bà bác sĩ bà nói tại vì cái da, cái thẹo của cô ấy nó quá dày, nó dày hơn bốn hoặc năm lần cái da bình thường của người ta, nên là khi mà cái tuần hoàn của máu ấy, nó đến cái chỗ cái da của em ấy, nó cứng quá, nó không có vô được, nó không có function được, nó không có hoạt động được, nên những cái hệ thống thần kinh mà để mà nó hoạt động bình thường như mình á, là nó rất là bực mình, nó khó chịu, nên nó kiểu như là nó làm cho em bị đau, nó phản ứng lại là nó em bị đau. Mà khổ một cái điều là nếu như trong người của em ấy nó đau một cái chỗ ở sau lưng thì em không có cảm giác nó đau ở chỗ sau lưng nữa không, mà nó làm cho em đau hết khắp mọi nơi. Tại vì cái hệ thần kinh của em ấy nó không có hoạt động bình thường nữa, nên nó không có chuyển cái thông tin á lên trên cái não của em là cái chỗ đó đau thôi. Đúng rồi, không còn cảm giác. Nó em có cảm giác như nó đau hết khắp mọi nơi, thậm chí đến mấy cái đầu ngón tay em cũng bị đau. Em nói nhưng mà cái này đâu có gì mà bị đau, nhưng mà tại vì cái signal ấy, cái tín hiệu nó lệch lạc rồi. Nó không có đủ mạnh để nó chuyển lên cái não của em. Em ví dụ một cái đi, cho nó dễ hiểu. Một lần em bị con muỗi nó cắn ở chỗ này, mà em cảm giác nó ngứa hết mọi nơi. Xong cái chút xíu em gãi mà nó không có đã, không có feeling cái gì hết trơn á. Xong rồi cái em thấy cái vết con muỗi nó cắn đỏ lên ấy, cái em bấm như thế này thì cái em mới thấy I feeling good. Đó, nó giống như vậy, thì giống cái đau của em nó cũng giống như vậy. Có một cái chỗ nào đó nó tắc đó mà nó không có, em không có biết được là ở chỗ nào, nên nó tỏa ra hết khắp mọi chỗ. Đó là như vậy. Cái điều nữa mà em học được ấy là ở Việt Nam nóng quá, mà sau khi em bị bỏng rồi á, em tất cả cái chỗ bỏng của em nó không có cái lỗ chân lông, nên em chỉ nhận cái sứ nóng vô mà em không có tỏ nó ra được. Có nghĩa là em không có đổ mồ hôi. Không có đổ mồ hôi được. Nên ấy, khi mà em ở trong nóng ấy, là cái da này nè, anh R nó rất là nóng. Là chỗ này thì nó mát lạnh rồi. Nó không có hòa bình thường được. Đó, nó là như vậy. Nội mà em kể những cái gì mà nó đau đớn mà trong em phải chịu sau khi em bị thương thì không có ai mà tưởng tượng được hết. Phải là cái người trong cuộc mới hiểu được cái chuyện đó, mới biết được cái chuyện đó. Đúng rồi đó anh. Cái như bàn tay này, nếu mọi người thấy cái bàn tay của em như thế này, nhưng mà cái cảm giác của em hoàn toàn không bằng cái bên này, phân nửa luôn ấy.
Dạ. Rồi sau cái 11 lần laser treatment ấy, làm cái laser ấy, thì bây giờ em có cảm giác lên một chút xíu nữa. Dạ, cái tay này giống như là để làm cảnh vậy thôi, để cho mình biết là em không có bị mất một cánh tay thôi, chứ không có làm gì nhiều được hết rồi. Không có cảm giác, không có làm gì nhiều. Dạ, ông trời ổng còn thương, cháy hết gần hết cả người mà cái mặt của em với cái tay, hai bàn tay không có bị. Đúng rồi, cái may mắn nhất là khuôn mặt của chị hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì cả. Dạ, có cháy lần, phía đằng sau. Dạ, có lần em nói chuyện với má em, nói má ơi, nếu như mà con mà cái cháy hết cái mặt chắc con không muốn sống đâu ấy. Nhưng mà trong cái không may nó cũng có cái may trong đó. Nên bây giờ làm sao để em vượt qua được là tại vì em đếm những cái may mắn mà mình còn. Thí dụ là cùng bị mà mấy người em họ của em, hai đứa chết, một đứa 3 tuổi, một đứa 9 tháng. Còn em thì còn sống. Rồi em đếm những cái ơn phước mà ví dụ như em bị cháy hết mà cái mặt em không cháy, rồi hai cái chân em không cháy. Nếu mà em mà cháy luôn cái chân á thì em phải quằn quại trong cái đống lửa đó thì làm sao ông Nick Úc ổng chụp cái bức hình được. Anh hiểu không? Mà nó sẽ tật nguyền kinh khủng luôn á. Nhưng mà khi mà người ta biết cái câu chuyện của em về bức hình của em là em bị cháy như vậy, nhưng mà khi gặp em ấy, người ta không có thấy thương hại. Một cái phước mà họ rất là vui mừng là ô, cô không có bị cái gì, cái mặt không có nhìn. Tại vì em cái thẹo em che người hết rồi, em mặc quần áo tay dài vậy, anh đâu có biết được em bị thương. Một lần nữa là cái ơn phước mà của một nhân chứng sống. Em phải nói rằng là em cảm ơn ông trời, Đức Chúa Trời đã cho em có được một cái chương trình rất là đặc biệt. Mà em cứ thế mà đi thôi. Cho tới bao giờ chị mới quay trở lại, tức là xuất viện rồi quay trở lại là sinh hoạt bình thường, rồi sinh hoạt nó như thế nào? Theo như em còn nhớ là em nằm 14 tháng ở bệnh viện. Từ cái lúc mà chữa trị cho đến cái lúc mà hơn một năm trời, là vì cái tật nguyền rất là nhiều. Giống như em nói anh nghe là cái tay của em nó bị rút lại như vậy, rồi không có thẳng ra được, rồi đủ hết trơn á, nó quẹo vậy nè. Thành thử ra phải ở trong đó, tiếng Anh nó gọi là rehabilitation, là cái điều trị cái gì gọi là vật lý trị liệu. Dạ, em phải làm tập nhiều cho đến cái lúc mà em cảm thấy là có thể về được ở nhà. Là khi mà về rồi thì anh Lan ơi, khổ lắm. Tại vì cái làng của em ấy lại là cái lúc đó sau cái trận mà em bị thương rồi á, mà trong cái thời gian mà em ở bệnh viện ấy, là cái làng em còn bị 4-5 lần chiến tranh tiếp nữa. Ba má em khổ lắm. Là vì sao? Chiến tranh á, bom bỏ xuống là nhà cửa hư hết, cây cỏ, cây trái gì nó bị chặt hết, nó bị tan tác hết. Vừa xây dựng lại được một chút là bị một trận nữa. Có nghĩa rằng là họ không có để mình yên được ấy. Và cho đến năm 1975 ấy, là một trận đánh lớn nữa. Coi như lúc đó là coi như là tàn khốc luôn ấy, không còn gì nữa hết rồi. Dạ, thành thử ra sau giải phóng là gia đình của em không còn gì hết. Tại vì nó có rất nhiều lần chiến tranh xảy ra cái vùng bom đạn đổ vào cái vùng đó quá nhiều. Quá nhiều, mấy lần luôn chứ không phải một lần cái lúc mà em bị thương. Dạ. Dạ. Thành thử ra nói về quá khứ thì buồn lắm. Yeah. Rồi em mà khi mà em về á, nhà cửa không còn cái gì, ngủ ban đêm nhìn lên thấy sao trên trời á. Rồi những cái tường ấy, ai đi vô đi ra cũng được hết, tại vì nó đổ trong xuống hết hả? Rồi. Dạ. Không còn gì hết trơn á. Cái bức ảnh đó khi mà nhiếp ảnh gia Nick Úc chụp, chỉ có vài ngày hôm sau là nó đã đi khắp thế giới. Dạ đúng ấy. Đối với chị thì cho tới bao giờ chị mới thực sự biết được cái bức ảnh đó là trở nên một bức ảnh
như vậy, nổi tiếng như vậy và cái độ ảnh hưởng của nó như vậy, cho tới bao giờ bản thân chị mới nhận thấy được? Em nhìn thấy bức hình của em ấy sau 14 tháng. Tại vì em ở trong bệnh viện ấy, em đâu có thấy cái gì đâu. Em ở trong đó thì ba thăm em, ba trông em ở đó. Rồi mấy người thân nhà của em thăm em đâu có biết là cái bức hình của em nó làm sao đâu. Nhưng mà ba em có cắt cái bức hình đó ở trong cái hồi trước đó, có cái gọi là nhà báo coi như là cái nhạc trình, gọi là nhạc trình tờ nhật báo đó, gọi là tờ báo trắng đen gì đó, trắng đen. Ba còn kể đó, là ba ba thấy có cái bức hình của em để tên, sau khi ra báo chí rồi đó thì ba cắt cái tấm hình đó, ba cất ở trong cái tủ rất là kỹ. Khi mà em ở bệnh viện về thì ba mới đưa cho em xem. Đó là lần đầu tiên em xem sau 14 tháng. Ây dạ, khi mà ba cho em xem cái bức hình á, ổng nói, đây, cái bức hình của con, hồi con bị cháy nè. Em nhìn cái em nói, em hỏi ơi luôn á, em nói, eo ơi, tại sao ổng chụp cái bức hình mà con bị trần truồng, con cháy xấu ư là xấu, mà tại sao ổng lại chụp như vậy? Em nói, con gái nữa, em nói, eo ơi, sao mấy cái người bên cạnh em, ba anh mấy anh mấy người chị em họ rồi đó, sao quần áo của tụi nó còn mà em ở giữa cái bức hình mà lại là trần truồng mà khóc, mà cái mặt rất là xấu ới là xấu, mà tại sao ổng lại chụp mà ổng còn in ra làm gì vậy nè trời. Nên em đâu có thích cái bức hình đó, em nói ô xấu quá. Tại vì bình thường á, người ta chụp hình á là người ta làm kiểu này kiểu kia cho nó đẹp. Chụp hình là để nhớ những cái kỷ niệm đẹp. Cười, mỉm cười đó. Cười cho nó vui. Tạo dáng. Tạo dáng này kia. Còn tự nhiên chú ơi, tại sao cái ông này ông chụp cái hình của con xấu quá vậy nè. Mà cái điều mà quan trọng nhất ấy là em con gái mà lại ông chụp cái hình trần truồng cháy như vậy nữa. Em đâu có biết được là nó nói lên những cái gì tàn khốc của chiến tranh. Đó là cho người lớn nhìn theo cái cách của người lớn. Còn em mà con nít là em nhìn thấy, trời đất ơi, sao ổng lại chụp cái hình này của mình vậy nè. Đăng cho thiên hạ cả thế giới coi nữa. Dạ, em chưa biết. Chưa biết. Chưa biết, nhưng mà rõ ràng là ổng chụp được cái bức hình của em trần truồng như vậy. Đâu em đâu có thích đâu. Nhà em không có để ý luôn. Sau đó thì cuộc đời của em mà về từ ở bệnh viện về á, là nó thay đổi vô cùng nhiều lớn anh. Như thế nào? Thứ nhất là trong cái thời gian mà ở bệnh viện á, thì em thấy rất là bình thường. Tại vì người nào vô bệnh viện đều là bị một cái gì đó á, thì mới vô bệnh viện. Không có người nào mà bình thường hết à. Theo cái tuổi của em ấy à, còn bác sĩ, y tá thì khác rồi. Đó. À, khi mà em về tới nhà là đâu có người nào bị thương gì đâu, có mình em hả, thì em trở thành một cái người mà bị tật nguyền bất thường, bị không bình thường, bị ba mẹ em lúc nào cũng cầu nguyện giái ông giái trời Phật ấy, làm sao cho em chết trước ông bà. Tại vì sao? Cái lúc chiến tranh ấy, em cũng ngạc nhiên, em nói tụi sao ba má cầu nguyện cho con chết kỳ vậy. Ông bà mới giải thích thấy thương lắm. Ông bà nói á, là trong chiến tranh ấy, không biết được 5 phút tới đây nó sẽ xảy ra như thế nào. Nếu như ba mẹ chết thì ai sẽ là cái người nuôi con. Đó, thấy thương không? Bây giờ thà như con chết trước đi cho ba mẹ an tâm. Bây giờ cái sống tật nguyền như vậy á, là má hay nói bây giờ sống báo cô đó, rồi ai nuôi đó, thấy thương lắm. Thành thử ra là em hiểu được ba mẹ em chịu đựng, nhìn em mà cuộc sống em bị vậy, ba mẹ thương lắm mà không biết làm sao. Ông bà chỉ muốn là ông bà chịu cái đau cho em thôi. Dạ. Rồi em về thì bao nhiêu cái vui mừng mà chơi hồi con nít trước khi bị thương ấy,
là vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ em về em lại mặc cảm bấy nhiêu, là bạn bè nó không dám đến. Thứ nhất là khi mà em mặc áo vô nó nóng, nó khó chịu lắm, nên em ở trần. Mà nó ở trần nó nhìn thấy cái thẹo là nó đã sợ rồi. Đúng rồi. Nó không dám đến nhà nó chơi với em nữa. Mà cứ cà quèo vậy nè. Em đâu có cầm cái ly cái gì. Em cầm cái nó rơi xuống cái đùng, nó đổ hết cơm. Nó đổ, nó bể cái tô, cái chén gì tùm lum hết. Cái người ta hàng xóm, mấy người mà bà con với má ấy, sao không lấy cái dừa đó, gáo dừa, cái gáo dừa cho nó ăn để nó rơi xuống thì nó không có bị bể. Cái tay của em là hoàn toàn là bị tật nguyền, không có làm gì được hết à. Chỉ có cái là nó không có trái rụi thôi, tại vì nó trái quá sâu. Dạ, dạ. Thì sau này em học được cái tính chất của bơm napan, em mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Dạ. Nước sôi mình chỉ có 100 độ C thôi, mà cái đó từ 800 đến 1002 độ C mà em bị mà bốn trái nó nổ ra vậy mà em còn sống, thì anh nghĩ rằng là làm sao, có nghĩa là em không biết superwoman là... em không biết em superwoman sao mà cứ nghĩ là em nói rất là dễ cho dễ hiểu là he not finished with me yet. Là ông trời không có xong cái đời của em, vẫn còn sống đó, cho đến 50 năm sau. Yeah. 50 năm sau có thể cười được như thế này chứ ngày hôm đó thì... Ôi chà, những cái ngày tháng mà em về mà trở lại ngôi làng của em. Thứ nhất là mình đã bị thương, mình có thẹo và đau nữa anh. Rồi nhức đầu, tại vì nó nóng quá mà em không có đổ mồ hôi được. Không có tỏa nhiệt được. Không có tỏa nhiệt, đúng rồi đó. Thì nó đau đầu, nó bốc lên trên đầu. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là nhà cửa tan tác hết, không còn cái gì như hồi xưa. Hồi xưa có bao nhiêu thì sau chiến tranh là thiếu thốn bấy nhiêu. Dạ, thấy thương ba mẹ em lắm, ba mẹ mấy anh chị chịu khổ dữ lắm. Mà em cũng có nhờ một điều ấy là ai cũng thương em hết à. Là vì sao? Có mình em bị hả? Mấy người kia bị chết hết rồi. Dạ, thì giờ có mình em còn sống. Thì mỗi lần mà họ thấy em cái là họ đến họ so cái da của em cho nó đỡ, nó cứng mà nó rất là nó thẹo, nó dày, nó dày mà nó cứng mà nó khó chịu lắm. Dạ, thì họ giúp em như cái tay của em vậy nè, em đâu có tự làm được mà nó thẳng ra, thì mỗi người đến cứ kéo ra vậy cho em nè, ngày nào cũng vậy hết, thương em, dành thời giờ cho em. Rồi chính vì cái đó mà em có thể là cứ lay lất qua ngày để mà sống. Yeah. Rồi em mất đi một năm học lớp 4. Tại vì lúc đó em bị là em học lớp 3, xong lớp 3, xong cả cái năm học lớp 4 của em bị mất, em nằm bệnh viện. Thì khi mà em về là chị hai của em là giáo viên, nên em nhảy lên luôn học lớp 5. Coi như là em nhảy luôn cái lớp 4 của em ấy, em lên học luôn lớp 5. Thì chị hai của em là cô giáo nên chị hai giúp đỡ em. Cái gì em không biết là chị hai chỉ cho. Nên em không có bị mất năm nào hết. Không bị mất năm nào cả. Dạ, và về nhà thì bắt đầu em chịu nhiều nhất mà em cứ nghĩ rằng cái em sợ cái gọi là cái gì? Những ác mộng lúc nào cũng xảy ra hết. Là em chỉ nằm mơ em thấy, mà nó kéo dài lâu lắm anh Lân, nó cả một cái thời gian mà em về cứ bị nằm mơ là lính bắn súng với nhau rồi mình chạy, rồi bom đạn nổ ra lửa cháy chạy, khổ lắm. Dạ, cái gọi là ác mộng á, nightmare của em lúc nào cũng bị nhiều lắm. Rồi em bị cái gọi là cái gì, trauma. Trong... là cái chấn động tâm lý với, gọi là hậu chấn đó phải không? Em không biết cái từ đó yeah. bên tiếng Việt là sao, nhưng mà cái trauma nó khác với cái nightmare. Yeah. Cái trauma của em ấy là chẳng hạn như sau cái bị đó đó, em nhìn thấy cây súng là em sợ. Em nhìn thấy cái gì mà nghe cái gì nổ cái là sợ. Khủng hoảng. Em nhìn thấy lửa là em sợ.
Dạ, rất là sợ. Cho đến khi mà nó cứ bị như vậy hoài, nên cho đến khi mà em đã qua Canada rồi, ở Toronto, cái thời gian đầu mà em ở đó, em đi xe buýt, em đưa cho anh một cái ví dụ vậy. Em lên trên cái xe buýt mà em thấy có một cái người đàn ông mặc cái bộ đồ quân phục, quân đội á. Wow, tự nhiên cái em sợ, một cái nỗi sợ hãi kinh khủng luôn vậy á, là ôi chiến tranh, sợ bắn súng. Cái em mới quay cái lưng em trở lại, em không nhìn ông nữa, em quay cái lưng em lại, là cái em mới nói với em, nói đủ để em nghe, không có phải như vậy đâu, đừng có sợ Kim, tại vì người ta gọi em là Kim mà, như vậy em cũng gọi em là Kim luôn, đừng có sợ, là vì ở đây á, là ở Toronto, Canada, không phải ở Việt Nam, nhá, yeah. Là em cứ đưa em trở lại cái hiện tại á, em nói không có phải như là cái mình sợ đâu nha, là không có súng, không có chiến tranh ở ngay ở Toronto này, em cứ đưa em trở lại cái thực tế, là em phải work như vậy đó, em phải làm liên tục như vậy, và bản thân em phải tự trấn an mình đó. Dạ, đúng rồi, cái từ đó, từ trấn an và nói lên đủ để em nghe, em thức tỉnh em lại, đừng có để cái sợ hãi mà nó tự nhiên nó đến ấy, để nó làm nó bao trùm cái sự cả cái lòng, cái tinh thần của mình, nó sợ hãi như vậy đó. Nên em tự trấn an của em bằng cách là em quay ra, em không nhìn cái ông đó nữa, và em tự em nói là em đem em trở lại cái thực tế, chứ đừng có để cho cái suy nghĩ, cái điều mà suy nghĩ mà nó làm cho em sợ. Ồ, đó, nó nhiều lắm. Nên ấy, anh Lân biết không, em phải học rất là nhiều cái cách là em không bao giờ cho phép em nghĩ những cái điều tiêu cực đó. Rồi cái thứ hai nữa là em không bao giờ xem những cái phim về chiến tranh, những cái phim về đánh nhau, là vì sao, là nó đến với em bằng một cái sự sợ hãi đánh nhau kinh khủng như đó. Nên em chỉ thích coi tất cả những cái chương trình là commercial, là comedy, giải trí vui vẻ, vui vẻ, như là I Love Lucy, hoặc là những cái gì cười là em thích. Còn mấy cái gì mà violence ấy, bắn súng hay là chiến tranh cái gì đó, là em hạn chế, không có cho, không có coi. Em tự động em biết là em không có coi, vì cái đó là cái nó làm cho em sống lại cái quá khứ của em. Vậy thì chị Kim Phúc có hay tránh xem chính cái bức ảnh đó hay không? Em đâu có coi đâu. Em kể cho người ta nghe, chứ em không bao giờ tự một mình em mà nhìn cái bức hình đó trong suốt cả bao nhiêu năm. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron, giống như là có 6 người đang massage cho mình từ đầu tới chân, tới bắp tay luôn. Rất là thoải mái, rất là dễ chịu, phải nói là tuyệt vời. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 16.000 Top of the Line Oko LE Limited Edition, làm tại Nhật, tốt nhất thế giới. Được mệnh danh là The Best Luxury Medical Chair, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, được giám định bởi Ken Okuyama, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy, hay chỉ 334 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương 877-892-6999. Quý khách có thể mua sắm online, làm finance và nói chuyện tiếng Việt bất cứ lúc nào tại trang nhà teletronusa.com.